Kính chào quý vị và các bạn. Trong cái video với chuẩn bị cho ngày 8 tháng 3, ngày phụ nữ, tôi có 15 video. Thì trong đó đối tượng, cái chủ thể chính đó là phụ nữ. Hôm nay tôi có một cái video có tên là đi ly hôn giùm. Số là như thế này quý vị và các bạn. Tôi đến tư vấn thì cũng có rất là nhiều người. Người đa số là các bà cùng với con gái đi tư vấn. Thì thông thường tôi vẫn nói với họ rằng thôi bây giờ những chuyện nào cần nói thì cần nói, còn không thì cô có thể đi uống cà phê, mẹ có thể là đi ra chỗ khác để cho luật sư tâm sự rù rì với lại con một chút xíu. Sau khi mà được giải thích rằng khi đến tòa thì buộc phải chính bản thân cái người bị đơn, người vợ đó, hoặc là nguyên đơn để mà mới được vào, còn mẹ ruột hay ba ruột hay anh em ruột thì không thể vào được. Thôi thì tôi kể là khi phụ nữ đến tòa mà, cho nên tôi phải thể hiện cái chủ thể là người đến tòa, mà chủ thể là người ly hôn giùm. Thấy một cái cuộc gọi là la ó ở tòa thì hỏi ra mới biết bà, một cái bà trạc tuổi cũng khoảng 70, bà bảo con tôi đẻ ra thì trên nguyên tắc nó đi ly hôn thì tôi được vào. Thẩm phán do cũng có một cái sự giải thích chưa cặn kẽ rằng là mời bà mẹ ra khỏi phòng làm việc để cho người vợ, người chồng, có thể là nguyên đơn, bị đơn nói chuyện với nhau về các đối tượng của cái nội dung, nó gồm có ly hôn con chung và tài sản chung. Có những cái vụ kiện đó các bạn, là cả gia đình đi luôn, bên người vợ kéo tất cả gia đình lên. Và khi mà chỉ cần cái động tác còn lại của người chồng thì bắt đầu có những cái xúc phạm. Và đó cũng là một trong những cái ấn tượng mà tôi thấy rằng là cũng muốn thông qua cái chương trình khi người phụ nữ ly hôn giùm này, thì để cho quý vị và các bạn, các ông bố và bà mẹ, chúng ta đẻ con ra chúng ta nói, nhưng khi con của chúng ta kết hôn, khi con của chúng ta ly hôn, thì bản thân cái ý chí của người con này rất là quan trọng. Khi thông qua cái video này, tôi nếu trong trường hợp cái người xem video là người mẹ, mẹ của nguyên đơn thì hay là bố của nguyên đơn thì cũng nên để mình có thể tác động ở phía bên ngoài. Mình có thể là một người chị, mình đến nhờ luật sư giúp đỡ. Tuy nhiên khi đến tại tòa thì nguyên đơn phải là người trực tiếp đến tòa, trực tiếp trình bày cái nguyện vọng, cái tâm tư, cái ý chí. Các bạn nhé, chúng ta không thể ly hôn giùm bằng cách chúng ta có thể đến tòa nhưng chúng ta đứng ở phía bên ngoài, hoặc thậm chí một số anh chị vẫn cho ba hoặc mẹ vào. Tuy nhiên rằng các ông các bà chỉ được quyền nghe thôi chứ không được trình bày ý kiến. Tôi nhớ để kết cái video này, tôi nhớ có một cái câu chuyện vui như vậy. Bà ra bà kể thì các bạn biết không, trong cái quá trình mình mở văn phòng luật sư mình lấy phí mà, cho nên bắt buộc mình phải nghe một cái cách rất là ôn hòa. Thì sau khi mà nghe bà kể tội chàng rể, nào là tài chính, nào là tứ đổ tường, nào là đủ thứ mọi cái hết. Sau đó thì tới cái đoạn mà tôi muốn hỏi cái người con á, là người vợ, thì tôi bảo thôi thì bây giờ như thế này cô ơi, nãy cô trình bày luật sư cũng đã ghi hết rồi, thôi thì cô giúp với tôi rằng cô đi ra ngoài đó để có gì tôi hỏi thăm cung bí sử con cô như thế nào nha. Tại vì thật sự là khi mà đi vô tòa đó thì tòa cũng không có cho cô vô, mà phải tòa phải hỏi ý kiến của con cô, và lúc đó thì nó còn có những cái ý khác nữa. Các bạn biết không, thì sau một hồi gợi mở thì em nó bật khóc.
em nó bảo em cũng còn thương chồng chị ơi, tuy nhiên rằng là vì mẹ em ép quá cho nên em mới ly hôn, nhưng thực tế em vẫn còn thương chồng. Các bạn thấy không, có những người phụ nữ rất là thương con, tuy nhiên cái tình thương của họ đã không còn đưa đến cái sự tôn trọng, cái sự quyết định của con, ngay cả khi con đã thành niên, ngay cả khi con đã kết hôn, có vợ, có chồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Sẽ còn một vài video nữa về góc của phụ nữ. Các bạn nhớ đón xem nha. Xin trân trọng cảm ơn.